Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì mấy hôm nay mình đi săn bắt á, thì nó ngay nó không có dính nha các bạn. Mình không có ra mấy cái clip cho các bạn xem. Hôm nay ở nhà buồn quá hả? Mình review cái quán hột vịt lộn nướng của vợ mình nha các bạn. Để mình quay sơ lược cho các bạn xem nhé. Quán mình gồm có là bánh tráng nướng, hột vịt lộn nướng, trứng gà nướng chén nha các bạn. Địa chỉ thì gần khu vực cầu 8000 nha các bạn. Đây bánh tráng nướng nha các bạn. Nói chung dạo này săn bắt nó cũng khó khăn nha các bạn, cũng thông cảm cho mình nhé. Nhìn ngon các bạn. Cái phần mấy hôm nay cũng mưa gió nó cũng nhiều nha các bạn. Giờ cá mắm thì nhiều người bắt quá, nói chung mình bắt cũng không có được như hồi đó. Mấy hôm nay hay 3-4 ngày nay thì mình cũng đi săn bắt, nhưng mà con cái thì nó không có được thành quả nha các bạn. Nên mình review cái quán hột vịt của bà xã mình. Đây trứng gà nướng chén nha các bạn. Một phần vậy là mình bán 12k nha các bạn. Anh chị em nào có cần ăn có ăn thì liên hệ số điện thoại mình để góc màn hình nha. Mình có ship gần khu vực nhà mình nha các bạn. Đây hộp vịt lộn nướng. Hộp vịt lộn nướng này là nó có hai loại nha các bạn, một cái loại là ít cay và một cái loại cay nhiều nha các bạn. Anh chị em là muốn ăn cay thì mình thêm độ cay nhé. Đây mình đang bán cho khách. Nhìn hấp dẫn các bạn. Than nhìn nó đỏ hồng luôn các bạn ơi. Hột vịt lộn nướng là nhậu cũng tới tay lắm nha các bạn. Cái shop này là shop cây nhiều các bạn. Các bạn nhìn thấy ớt không? Cái bên là hột gà nướng chén. Mình bán luôn vịt lộn luộc luôn nha các bạn. Anh chị em nào nếu như có ăn thì liên hệ số điện thoại mình để góc màn hình. Địa chỉ mình là gần cầu vượt 8000, xã Bình Giang, huyện Đất, tỉnh Kiên Giang các bạn. Nếu như anh chị em nào mà gần khu vực thì mình có thể ship tận nhà cho các anh chị em nhé. Mấy hôm nay ở nhà cũng buồn quá các bạn ơi. Đánh bắt không có thì nói chung cũng hơi buồn. Vài ngày nữa thì cắt lúa thì mình
mình có nhiều thứ để làm cho các bạn xem, nhưng hiện tại thì lúa mình á, khu vực mình nó chưa chỗ nha các bạn. Nó mới có dạng có đồng đồng thôi chứ chưa có dạng chỗ đều như là mấy cái vùng khác. Bây giờ săn bắt nó cũng hạn hẹp. Quán mình bán thì bắt đầu từ 2 giờ nha các bạn, 4 giờ mình bán tới 10 giờ là mình ngưng nha các bạn. Các bạn nhìn than nó đỏ kìa. Này mà có cá lóc mà để lên nướng là tới tay luôn nha các bạn. Nhìn hấp dẫn không các bạn? Đây bà xã mình đang vô hộp vịt cho khách nha các bạn. Cái này thì người ta mang về. Mình ăn ở đây nó sẽ ngon hơn. Cách nào mang về vẫn để hộp cho người ta mang về các bạn. Đây là shop cái ít nha các bạn. Shop này là bà xã mình chế công thức riêng nha các bạn. Quán mình bán thì nó ngay cách đây cũng được khoảng 3 năm mấy, gần 4 năm rồi. Nói chung lượng khách thì nó ngay cũng ổn định nha các bạn. Tại mình ở quê nói chung bán đêm trung bình thì cũng tầm 60-70 trứng nha các bạn. Có đêm thì có thể chăm ngoài cũng có thể hơn nữa, cũng nhằm ngày các bạn ơi. Lúc này mưa gió nhưng phần học sinh thì nó đang nghỉ hè cũng bán hơi chậm các bạn. Nhìn hấp dẫn ghê không các bạn? Chung cái kênh vlog của mình thì mình chuyên về lĩnh vực săn bắt nhiều hơn là mình quay review mấy cái món ăn các bạn. Thì lúc này bí quá mình không đăng video thì nó bị giảm đề xuất nha các bạn, cũng thông cảm nha. Bắt buộc mình phải có video cho các bạn xem. Bạn nào xem video này nếu như thương mình á thì hãy cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần của mình nha các bạn. Tại kênh mình hiện tại thì nó cũng chưa được bật kiếm tiền các bạn ơi. Ở khi á, kinh tế mình cũng còn eo hẹp, mình không có thể nào mà đi trải nghiệm nhiều thứ hơn nữa các bạn ơi. Khi nào mà kênh mình bật kiếm tiền ổn định á, mình sẽ
sẽ đi quay chỗ này chỗ kia, hay là mình làm đi dân bắt nhiều chỗ nhiều nơi cho các bạn xem nha các bạn. Hiện tại thì nói chung mình cũng chưa kinh phí gì mấy. Nếu như các bạn nào yêu thích mình á, cho mình xin một like nha các bạn, cũng như là một lượt đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần của mình nha các bạn, để sau này mình ra thật nhiều clip nữa cho các bạn xem nhé. Thôi clip mình tới đây cũng đã khá dài nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bỏ đồ vô hết. Chụp phải chụp nhiều quá. Nguyên nhân chỉ nguyên dĩ. Để hình nguyên dĩ, nguyên dĩ bỏ lên cái đẹp.